cái nhược điểm lớn nhất khi mà các bạn đi nhượng quyền á, đó là các bạn không được tự ý sáng tạo, đổi mới, thay đổi theo cách của mình. Vì khi mà các bạn đi mua nhượng quyền á, thì nó đã có công thức sẵn rồi, nó đã có mô hình, nó đã có quy trình sẵn hết rồi, và nó cần phải có sự nhất quán đồng bộ với toàn một hệ thống. Vì vậy á, là các bạn sẽ không có nhiều cơ hội để sáng tạo, để đổi mới, để sửa sai, để thay đổi. Vì khi mà các bạn mua nhượng quyền, thí dụ như là Trọng đi, là cái người sáng lập ra thương hiệu FKT, thì Trọng là người được học sáng tạo, được đi học cách để mà thay đổi, đổi mới liên tục. Có thể là một cái menu á, Trọng thay đổi một tháng 5-6 lần về cái giá nè, về cái quy trình mà gọi món nè. Vậy thì chi phí để đầu tư cho những cái việc đó, thứ nhất là về kiến thức rất là nhiều, thứ hai nữa là chi phí để mà thiết kế lại cái hình ảnh của cái menu là thứ hai, thứ ba nữa là cái cách để set up lại cái máy, cái hệ thống của nó, cũng như là hình ảnh ở trên tủ đồ này nọ, thì sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Vì vậy á, là nó sẽ có cái mặt lợi và cái mặt hại. Cái mặt lợi là các bạn sẽ không cần phải tốn quá nhiều chi phí để đi tìm hiểu, đi đúc kết và đi sửa sai. Cái nhược điểm của nó đó là các bạn sẽ không có cái sự sáng tạo đổi mới. Vậy thì mô hình nhượng quyền phù hợp cho những người như thế nào? Thứ nhất là nếu như các bạn cần một cái tính ổn định, không cần phải mất quá nhiều thời gian để đi nghiên cứu, đúc kết, sửa sai. Nếu như các bạn đã từng làm rất là nhiều cái mô hình thất bại rồi, thì đây là một cái nơi phù hợp, vì các bạn không cần phải sáng tạo nữa. Còn nếu như các bạn mong muốn là được sáng tạo, đổi mới, học hỏi, thì không nên đi làm nhượng quyền, vì các bạn sẽ không có nhiều cái cơ hội đó để mà các bạn sáng tạo, đổi mới theo phong cách của mình. Vậy thì nếu như các bạn là những người mà muốn phát triển một cái danh vọng rất là cao về một cái mô hình kinh doanh, một cái doanh nghiệp lớn của mình sau này, thì ngay thời điểm này các bạn cứ việc bước ra làm đi, sáng tạo đổi mới đi, rồi sửa sai đi, không sao hết, mình còn nhiều cơ hội mà. Rồi còn nếu như mà các bạn là những người mà đang muốn tính ổn định, có nghĩa là đang muốn có một cái mô hình kinh doanh đơn giản tinh gọn thôi, có nhiều thời gian dành cho gia đình và có nhiều thời gian để mà học hỏi phát triển bản thân về cái tư duy của mình, thì mô hình nhượng quyền là một nơi phù hợp nhất. Tại vì các bạn không cần phải làm gì hết, việc của các bạn là bỏ tiền ra và bỏ thời gian đi học người 10 ngày xong hết, tìm mặt bằng rồi mua trang thiết bị, đồ đạc, dụng cụ gì là bên công ty làm hết toàn bộ rồi. Cái quan trọng nhất sau khi mà khai trương đó là marketing, thì bên công ty cũng sẽ hỗ trợ toàn bộ cho mình rồi, việc của mình là bán hàng kiếm tiền thôi. Vậy thì đó là tính chất của cái việc là nhượng quyền. Mong là cái video này sẽ giúp được cho các bạn mà mới bắt đầu bước ra khởi nghiệp, chuẩn bị bước ra khởi nghiệp á, thì sẽ biết dễ lựa chọn hơn theo cái cách của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.